Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách reset xin lỗi. Sử dụng cái remote của máy giặt Panasonic dòng XU9 UKH8 hoặc là XU12 UKH8 hoặc là 18 UKH8 hay 14 UKH8. Rồi, thì đầu tiên thì đây là cái bên ngoài cái remote. Muốn thay lấy pin ra thì các bạn gõ đây, nhớ đây. Gõ ra lắp theo dõi chiều âm dương. Rồi, ngoài ra thì đây, khi mà lắp pin vô các bạn tháo pin ra, vẫn còn rồi, mất điện đúng không? Rồi, lắp pin vô nó sẽ có thông tin này. Thì remote này nó sẽ hiện như thế này đây. Thì lúc này các bạn muốn chỉnh giờ lại thì các bạn bấm vào đây đó, nó chớp chớp, các bạn chỉnh lên ok thôi đó, chỉnh lên thời gian ha, bấm liên tục lên để thay đổi. Còn các bạn muốn chỉnh giờ, đây là đang giờ, đây là giờ PM ha, còn giờ AM bạn giữ cái này lâu. Rồi, set cái đã. Rồi, giữ cái này lâu vào. Rồi, các bạn thấy cái chữ PM không? Đó. Giữ lâu lần nữa. Rồi, đợi xíu. Nếu vậy cái giờ là giờ PM rồi. Rồi, sau khi chỉnh xong rồi thì các nút cơ bản đây là chế độ bật tắt. Tắt máy nó sẽ hiện chữ off lên đây cho mình biết. Bật thì nó không hiện nữa. Rồi, còn đây là nút E Auto X. Đây là cái nút là chế độ là làm lạnh nhanh nè. Rồi, còn đây là nút Mode. Thì nó sẽ có các chế độ như là chế độ Cool, chế độ Dry, chế độ E Auto X. Và đó, có 3 chế độ cho mình. Rồi, cái nữa đây là nút tăng giảm nhiệt độ. Mỗi lần tăng cho mình nửa độ. Đúng không? Và đây là chế độ Nano G. Đây là chế độ lọc không khí nè. Thấy không? Chế độ này là chế độ ngủ. Thì ngủ các bạn có thể chỉnh từ 0,5 giờ tới 1 giờ, 2, 3, 4 giờ. Cao nhất là 9 tiếng ha. Nó sẽ trở lại. Còn đây là cái nút đảo gió lên xuống. Cái này đang auto, còn cái này các bạn chỉnh góc gió theo ý thích nè. Đó. Còn đây là nút đảo gió trái phải. Chỉnh góc gió. Rồi, để auto thì nó tự động. Còn đây là chế độ quiet, là chế độ im lặng. Đó. Nó là chế độ im lặng hoặc là chế độ auto nữa nè. Rồi. Auto này là auto cái chế độ im lặng của cái quạt ha. Auto là cái chế độ quạt luôn. Rồi. Fan speed, đây là tốc độ quạt. Thấy không? Cao nhất, cái này không auto. Đó. Đó là cái kén quạt. Còn đây là chế độ hẹn giờ. Này, hẹn giờ thì bạn bấm vô 6 giờ gì đó. Tăng giảm. Hẹn giờ on, hẹn giờ off ha. Bấm chọn set. Tương tự off vậy. Đó. Off thì bấm tăng giảm thế của mình. Rồi bấm set là xong. Đây là cancel, là hủy. Bấm on nè, hủy chế độ hẹn giờ. Off, hủy chế độ hẹn giờ luôn. Thì nó trở về bình thường. Còn trên đây nó sẽ có một số cái nút. Nó sẽ có một số cái nút dưới đây. Cái nút này là nút AC để reset thì mất lại. Nào, ví dụ hoàn chỉnh lên đây 27 độ đi, reset lại. Nó về lại 25 độ. Giống như reset về trạng thái ban đầu vậy, thời gian cũng vậy luôn. À, còn chế độ check này là chế độ check lỗi nè, các bạn để lâu. Cái này bình thường mình không thử được. Rồi, hồi dứt ngay cái này vậy đó. Chế độ này mình không dùng được này ha. Đó là mình hướng dẫn sơ cho bạn sử dụng một số tính năng của remote của máy giặt Panasonic của máy lạnh Panasonic dòng CU XU9 UKH8.